xuyên tạc về chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ là hoang tưởng, lỗ bịch và khôi hài. Ngày 7 tháng 6 năm 2018, trước khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam lên đường đến Canada để bắt đầu chương trình tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng và thăm Canada, trên RFA đã có bài phỏng vấn Canada hủy cuộc gặp song phương với Thủ tướng Việt Nam và nhan đề câu khách này lập tức đã được đăng tải la liệt trên nhiều trang mạng Facebook và các thế lực thù địch kèm theo thái độ đất hỉ hả và sung sướng. Trong bài trả lời phỏng vấn với sự tự tin, tôi với tư cách là một thượng nghị sĩ, ông Ngô Thanh Hải ở Canada hùng hồn khẳng định. Tôi không nghĩ cuộc mời này sẽ đưa Việt Nam lên vị trí quốc tế. Việt Nam không được gì cả, sẽ không có cuộc gặp gỡ song phương nào giữa Thủ tướng của Canada và ông Phúc. Ông Phúc có xin, nhưng họ cho biết sẽ không gặp ông nghị xác quyết như vậy khi vì khi biết tin đoàn việt nam được mời đến canada ông đã gửi thư cho thủ tướng canada và bộ ngoại giao canada để cho họ biết đây là một hành động vô trách nhiệm của canada các tổng thống và thủ tướng các nước tham dự buổi gặp gỡ thảo luận về biển sạch và môi trường cũng nhận được thông cáo của tôi rồi tất cả các tòa đại sứ đều nhận được hết và vì ông luôn luôn làm việc rất chặt chẽ luôn luôn tiếp xúc với bộ ngoại giao và chính phủ của canada nên chính phủ của Canada cũng biết và rất dè dặt thi ngoại bang ngoại giao và thương mại với Việt Nam. Nhưng trên thực tế, mọi sự lại diễn ra trái ngược với điều ông Ngô Thanh Hải nói. Vì tại hội nghị, thủ tướng Việt Nam có bài phát biểu quan trọng được nước chủ nhà Canada và nhiều nước tham dự đánh giá cao, bày tỏ sự ủng hộ và các sáng kiến do Việt Nam đề xuất cũng như lập trường của ASEAN về vấn đề biển Đông. Trong khuôn khổ hội nghị, thủ tướng đã có cuộc gặp gỡ song phương và trao đổi ý kiến với thủ tướng, tổng thống các nước như Nhật Bản, Na Uy, Pháp, Italia, Bangladesh, Argentina, Haiti và Senegal, Nam Phi, tiếp tổng thư ký Liên Hợp Quốc, tổng giám đốc Ngân hàng Thế giới, tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế. Với Canada, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã hội kiến toàn quyền với với toàn quyền canada GPZ, hội đàm chính thức với thủ tướng canada trudeau và thăm đại học laval và dự buổi trình diễn công nghệ thông minh cho tương lai tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc tọa đàm của doanh nghiệp việt nam canada chứng kiến việt nam và canada ký kết một số thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thương mại đầu tư cần đặc biệt nhấn mạnh là tại cuộc hội đàm thủ tướng việt nam và thủ tướng canada nhất trí tiếp tục phối hợp thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện theo hướng ngày càng thực chất hiệu quả nhất trí các biện pháp thúc đẩy quan hệ chính trị ngoại giao thương mại đầu tư và phát triển quốc phòng an ninh giáo dục đào tạo lao động và khoa học công nghệ văn hóa thể thao giao lưu nhân dân và quan hệ địa phương Tất cả các sự kiện kể trên cho thấy các nước trên thế giới tiếp tục đánh giá cao vai trò, vị thế và đóng góp tích cực có trách nhiệm của Việt Nam vào các vấn đề quan tâm chung của thế giới và khu vực. Đồng thời cho thấy quan hệ Việt Nam-Canada đã có những bước phát triển tốt đẹp, nên dù và ông Nghị Ngô Thanh Hải cố gắng chống phá thế nào thì cũng chỉ là hoang tưởng, lố bịch và khuê hài. Tác giả Tư Nguyên